Và các bạn, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau giãn cách đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới bởi vì những vi phạm của người tham gia giao thông đang có chiều hướng tăng lên và mức độ thì ngày càng phức tạp hơn. Ngay sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, số vụ tai nạn giao thông đã có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trong giai đoạn này được cơ quan chức năng xác định có liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Lái xe này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra trên tuyến đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông số từ máy đo cho ra kết quả lái xe đã có nồng độ cồn là hơn 0,5mg trên 1 lít khí thở. Với hành vi vi phạm này, chiếu theo Nghị định số 100 của Chính phủ, lái xe sẽ bị xử phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Mình ăn cơm nhà. Mình đang có vừa chạy ra một tí việc thôi, mình ăn cơm nhà chứ. Uống 2-3 chén nhà đâu, mình ăn cơm nhà mà. Kiểm tra xác suất đối với những cái trường hợp nghi sử dụng bia rượu mà điều khiển các cái phương tiện giao thông. Thì cũng qua cái tình hình trên thì cái việc vi phạm là vẫn có diễn ra. Ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, bắt đầu với trạng thái bình thường mới, mọi hoạt động của xã hội đã nhộn nhịp trở lại. Cũng trong thời gian này, việc vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông gia tăng. Trong đó vi phạm nồng độ cồn tăng cao. Chỉ trong 2 tuần, hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, xử lý. Tôi thì là lực lượng chức năng làm việc hàng ngày trên đường. Vì thế khuyên cáo với cả nhân dân là trước hết là thực hiện chuẩn chỉ 5K của nhà nước và hai là tham gia giao thông thì không sử dụng rượu bia. Chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho xã hội. Đánh giá của lực lượng cảnh sát giao thông cho thấy, từ nay đến cuối năm, khi các địa phương trở lại trạng thái bình thường mới, mật độ phương tiện lưu thông sẽ tăng cao, nguy cơ tai nạn giao thông sẽ gia tăng. Trong đó, tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe vẫn rất phức tạp dù đã áp dụng chế tài xử phạt nặng. Vì vậy, cảnh sát giao thông các địa phương sẽ tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát trong các khung giờ trưa và tối, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn. Tính chất hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông còn trở nên phức tạp hơn khi thời gian gần đây, hành vi dùng các thủ thuật để che biển số, sửa lại các con số trong biển số để tránh bị phạt nguội đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Nhiều chủ phương tiện đã bị phạt oan vì những phương tiện khác sửa biển số giống biển số xe mình. Dù vậy, hành vi này nếu bị phát hiện thì mức xử phạt cao nhất là 1 triệu đồng. Qua camera giám sát, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện nhiều phương tiện sửa biển số, che giấu các con số nhằm chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, mức xử phạt đối với hành vi này vẫn quá thấp so với tính chất sai phạm. Cái hành vi này là cố tình là che giấu những cái hành vi vi phạm của mình, cho nên là trong nếu mà cái tốc độ của cho phép nó chạy quá mà gây tai nạn thì sẽ ảnh hưởng đến cái truy vết của những cái xe gây tai nạn để bỏ trốn. Thì trước cái tình trên thì kiến nghị các cơ quan chức năng làm sao để nâng được cái chế tài xử phạt đó để xứng đáng được cái hành vi vi phạm của những cái tài xế đã gây ra. Theo chuyên gia pháp lý này, chế tài xử phạt với xe ô tô cố tình che chắn, tẩy xóa biển số xe vẫn chưa đủ mạnh để bảo đảm tính răn đe. Bởi vậy, cần phải thấy rằng việc cố tình che biển số xe không chỉ là hành vi gian dối, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khác và trật tự an toàn xã hội. Các cá nhân mà vi phạm trong lĩnh vực này, thì cái hệ quả ngoài cái hệ quả là vi phạm cái vấn đề về quản lý giao thông, thì còn để lại những cái hệ quả là an ninh trật tự trong lĩnh vực hình sự khác. Ví dụ như những tội phạm, nhóm tội phạm, và đặc biệt chúng ta phải thấy là biển số xe còn liên quan cả đến những vấn đề về an ninh, về quốc phòng. Việc mà nâng cái mức
chế tài xử phạt lên cái mức tương xứng đối với hành vi vi phạm này thì cũng hoàn toàn xứng đáng, và nó góp phần hạn chế vi phạm và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dự thảo nghị định bổ sung nghị định 100 năm 2019 vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ. Mức xử phạt cho hành vi che giấu, sửa biển số sẽ tăng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng như hiện nay, lên 4 đến 6 triệu đồng. Đây được xem là mức phạt nặng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần thêm chế tài bổ sung như tạm giữ phương tiện, bằng lái xe mới có thể đủ sức răn đe. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thì việc mở lại hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa là hết sức cần thiết. Các loại hình vận tải từ đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không đều phải từng bước được khôi phục hoạt động trở lại. Thế nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn giao thông và từng bước thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thực tế. Thành phố Đà Nẵng, sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đã được tăng tần suất lên gấp nhiều lần so với trước đây. Song song với đó, các biện pháp phòng dịch cũng được tăng cường hơn nữa để bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Gần 6 tháng mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng, bà Trà Thị Thừa vô cùng vui mừng vì đã mua được vé tàu để về thành phố Quy Nhơn. So với nhiều quy định nghiêm ngặt như trước đây, bà cảm thấy các thủ tục mua vé và khai báo đã đơn giản hơn rất nhiều và cũng có nhiều chuyến tàu hơn cho bà lựa chọn. Nghe Đà Nẵng là kiểm soát được dịch là mừng quá, muốn về, nhưng mà xe tải, xe khách không có. Chờ biết nó đây mới có được tàu để về, nhưng mà cũng chờ tiêm mũi 2 mà lâu quá, tiêm được mũi 1 rồi, cái xong là đi về. Tại ga Đà Nẵng, một ngày có 3 đôi tàu chạy tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và một đôi tàu chạy tuyến Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng khách xuống ga Đà Nẵng ổn định từ 300 đến 400 khách một ngày. Đơn vị cũng đã đẩy mạnh việc mua vé trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Về cái biện pháp chống dịch thì hiện nay bên ngành cũng đã bố trí trên các đoàn tàu thì có một khoang riêng để dành cho khách ở vùng 4 là vùng dịch. Còn công tác đón tiễn khách tại Đà Nẵng thì chúng tôi sẽ tổ chức là cho hành khách khai báo y tế điện tử trên cái app PC Covid và đo thân nhiệt, kiểm soát các cái triệu chứng thì ho sốt nghi ngờ thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra test nhanh. Còn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đơn vị cũng đã tăng tần suất các chuyến bay trên nhiều đường bay nội địa. Những quy định đối với hành khách cũng đã được nới lỏng. Không yêu cầu xét nghiệm với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ xét nghiệm với hành khách tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm. Đồng thời, hành khách chỉ cần khai báo điện tử trên ứng dụng PC Covid. Việc này đã đơn giản hóa các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người dân. Tuy nhiên, cùng với việc nới lỏng yêu cầu với hành khách, tăng tần suất chuyến bay, thì việc phòng dịch tại sân bay cũng được tăng cường hơn nữa. Sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kỹ thuật để nhằm kiểm soát và đối phó tốt hơn nữa cái tình hình dịch bệnh. Chẳng hạn như là sẽ triển khai trang bị đầu tư cái hệ thống tầm duyệt từ xa. Đối với hành lý ký gửi thì chúng tôi sẽ trang bị những cái buồng khử khuẩn bằng tia UV tại các cái bề mặt mà hành khách thường xuyên tiếp xúc. Ví dụ như quầy thủ tục, rồi các tay nắm cửa, rồi thang máy, thang cuốn, các vị trí cửa ra vào tàu bay thì sẽ tăng cường cái phủ kháng khuẩn. Riêng tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, do chưa có sự thống nhất giữa các địa phương và khó kiểm soát việc bắt trả khách dọc đường, nên vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ gần như vẫn chưa hoạt động. Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân. Tuy nhiên, vẫn bảo đảm siết chặt công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ nhanh chóng khôi phục 100% tần suất hoạt động để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần vào sự khôi phục kinh tế xã hội của địa phương. Hà Nội, sau nới lỏng giãn cách, vận tải công cộng được hoạt động trở lại. Các tiêu chí về thẻ xanh, thẻ vàng COVID được áp dụng đối với hành khách đi xe buýt. Cụ thể, người dân tiêm mũi vaccine thứ 2 được 14 ngày và không quá 12 tháng. Đã tiêm một mũi vaccine đối với các loại vaccine chỉ cần thêm một mũi. Người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly trong vòng 21 ngày tính từ khi khỏi bệnh là những đối tượng được áp dụng tiêu chí thẻ xanh.
Thẻ vàng COVID được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đáp ứng tiêm một mũi đối với vaccine có yêu cầu 2 mũi được 14 ngày. Đối với những cá nhân không có thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử do những lý do khách quan, có thể chứng minh bằng các giấy tờ có liên quan. Hoạt động vận tải hành khách bằng taxi cũng tuân thủ quy định phòng chống dịch. Các xe được lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa tài xế và khách hàng. Tài xế và hành khách luôn đeo khẩu trang, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Xe luôn mở cửa kính và chở không quá 50% số ghế, bố trí nước rửa tay khô trên xe và phun khử khuẩn sau mỗi cuốc xe. Chúng tôi bao giờ cũng lấy cái an toàn của hành khách và của anh em lái xe lên hàng đầu. Chúng tôi phải tập huấn anh em lại, thực hiện 5K của Bộ Y tế, cho kiểm tra lại toàn bộ xe cộ, các hệ thống an toàn của xe sau một thời gian nằm bãi, có thể nó đã có những cái vấn đề gì thì chúng tôi phải cho sửa chữa lại toàn bộ, kiểm tra định, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra tất cả để đảm bảo cái xe chạy ra đường an toàn. Khi các loại hình vận tải bắt đầu được khôi phục hoạt động trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, thì làm sao để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch là nhiệm vụ rất lớn của các ngành vận tải kết nối. Ở các địa phương thì chúng ta có thể từng bước quay trở lại khôi phục các chuyến bay thường lệ nội địa. Và sau đó khi có hộ chiếu vaccine như chúng ta đã bàn thảo ở trên, từng bước chúng ta mở các cái hoạt động đi lại quốc tế. Thì chúng ta hiện nay cũng chỉ chạy 3 đôi tàu, 4 đôi tàu, nghĩa là chỉ bằng 50% so với những giai đoạn cao điểm. Đấy, và chúng ta cũng đang vẫn tiếp tục đối với lại vận tải hành khách và vẫn không lơ là, vẫn kiểm soát chặt chẽ cái việc là phòng dịch 5K đối với lại hành khách trong quá trình tiếp nhận từ ga đến ga. Có thể nói công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong bối cảnh thích ứng linh hoạt và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ khó, thế nhưng chắc chắn phải thực hiện. Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cùng tất cả các địa phương khác trên cả nước cũng đang từng bước khôi phục lại hoạt động giao thông vận tải, thế nhưng vẫn phải đảm bảo thích ứng linh hoạt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu. Đến đây thì chương trình giao thông kết nối của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.